Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Wigo phiên bản 1.2 số sàn, màu đen, có giá bán niêm yết khoảng 340 triệu. Xe vừa về đến đại lý Toyota Thăng Long và sẵn sàng giao tới tay quý khách hàng kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2018. Với giá bán là 340 triệu thì sau khi hoàn thiện tất cả các thủ tục thuế, đăng ký, đăng kiểm, bảo trì đường bộ, chiếc Wigo số sàn này chúng ta sẽ hoàn thiện với mức giá là 380 triệu dành cho biển tỉnh và khoảng 405 triệu dành cho biển Hà Nội. Đây là một mức giá rất là thấp dành cho một chiếc xe có thương hiệu rất lớn, đó chính là Toyota, và đặc biệt là xe được nhập khẩu nguyên chiếc thay vì lắp ráp trong nước giống như Hyundai i10 hay Kia Morning. Đây là phần đầu của chiếc Wigo này. Mặc dù là phiên bản số sàn nhưng các bạn có thể thấy xe được trang bị đầy đủ đèn bi, projector dạng bóng chiếu và đèn gầm cũng được trang bị đầy đủ. Đèn gầm này có hình dáng và kích thước khá giống như trên chiếc Vios và Yaris. Lưới tản nhiệt cỡ lớn mang lại cái sự khỏe khoắn cần thiết cho một chiếc xe cỡ nhỏ như thế này. Và đây là tổng thể phần đầu của chiếc xe. Chúng ta sẽ cùng khám phá phần thân xe một chút. Ở phần thân xe này các bạn có thể nhận thấy điểm ấn tượng đầu tiên, đó chính là bộ la răng phay cắt kích thước 14 inch. Một chiếc la răng với hình dáng và kích thước rất là đẹp, phù hợp. Đây hệ thống gương chiếu hậu trên xe. Xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh điện và có tích hợp đầy đủ đèn xi nhan. Đây là tay nắm cửa cùng màu thân xe, được thiết kế dạng truyền thống giống như những xe chiếc xe Hàn Quốc. Chúng ta đang tiến đến phần đuôi của chiếc Wigo này. Phần đuôi xe thì nổi bật hơn so với các đối thủ khác khi chúng ta được trang bị sẵn một cái cánh hướng gió như thế này, giúp cho xe ổn định hơn khi chạy ở tốc độ cao. Và đặc biệt trên cánh hướng gió này chúng ta sẽ có một cái đèn phanh dạng LED. Đèn phanh này thì cho tốc độ phản hồi rất là nhanh và giúp chiếc xe phía sau rất dễ quan sát. Cụm đèn hậu của chiếc Wigo được thiết kế dạng 3D, đèn LED và gần như là lồi hẳn ra ngoài so với cái cốp sau này. Các bạn nhìn thấy đây, Wigo cũng được trang bị sẵn hai cảm biến lùi, 1, 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào thử trong khoang hành khách xem nó có rộng hay không. Đây là tổng thể hàng ghế sau, khá là thoải mái, trần cao, trang bị đủ 3 tựa đầu cho cả 3 hàng ghế. Và ghế của Wigo là ghế nỉ. Ghế nỉ thì được trang bị trên cả phiên bản số sàn và cả phiên bản số tự động. Mặc dù là ngắn hơn i10, tuy nhiên các bạn thấy là cái khoang nội thất của Wigo rất là rộng. Cái kích thước kính lớn khiến cho cái không gian trong xe rất là thoáng. Đó chính là hàng ghế phía trước, phía sau, và bây giờ chúng ta lên phía trước. Đây là tổng thể hàng ghế phía trước cũng như khoang lái của chiếc Wigo. Các bạn có thể quan sát thấy này, tay lái 3 chấu, mạ bạc, tích hợp đầy đủ nút bấm. Hệ thống đồng hồ rất là dễ quan sát, chia làm 3 vùng riêng biệt, có cảnh báo cả vị trí cần số. Bên này là hệ thống điều chỉnh kính, điện. Bên này là gương điện. Và chúng ta sẽ có một cái hệ thống CD, một đĩa 4 loa dành cho phiên bản số sàn. Và trên phiên bản số tự động chúng ta sẽ có một chiếc DVD cao cấp. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ. Tôi chắc chắn là Wigo sẽ là chiếc xe cỡ nhỏ mà có hệ thống điều hòa tốt nhất, vì nó thừa hưởng những gì tinh túy nhất đến từ hệ thống điều hòa của Toyota. Đây là cần số Wigo. Hộp số sàn 5 cấp. Xe được trang bị 2 túi khí cho người lái và túi khí của hành khách. Đó là sơ lược về chiếc Wigo. Và chúng ta sẽ sớm có một bài đánh giá chi tiết về chiếc Wigo này, thì mời các bạn có thể đón xem trong những cái clip tiếp theo. Chiếc Wigo này đang được chào giá bán là 340 triệu đi chọn đi kèm theo 6 màu sắc cho các bạn tùy chọn. Mọi thông tin liên hệ và tư vấn thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.